bà Phương xin phép nghỉ. Ai biết? Dạ em ơi, cô mấy bà già ngu rồi, bà già. Đi dập đi, với em quay đây phòng. Dạ em ơi, bà già giờ, bà già ngu rồi, tỉnh hoài vậy. Em ơi, thầy lấy kiện xăm. Có, những cái sợi. Rồi tôm nè.
cái mè đổ nhạo xay cái kia. Thank you.